Chào mừng các bạn đến với các bài học của Trung tâm Đào tạo Thú y trực tuyến chất lượng cao VietVet. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới các bạn bài học về bệnh giả dại trên heo. Ở trong cái cách nhận biết và phòng bệnh giả dại trên heo này thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến phần đặc điểm. Bệnh giả dại đó là do một cái loài virus gây ra. Và ở trên heo lớn thì thường là không có các triệu chứng đặc trưng nên rất là khó để nhận biết. Cái virus này nó thường xâm nhập qua các con đường như là đường miệng, mũi, đường sinh dục, qua màng nhau thai hay là qua các cái vết thương ngoài da. Virus thì nó có nhiều trong các cái chất tiết của mũi, miệng, cơ quan sinh dục hay là nhau thai, cho nên các bạn đặc biệt lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần các cái triệu chứng để có thể nhận biết được cái bệnh này. Thì với các cái triệu chứng ở cái thể cổ điển như sau thì các bạn hãy lưu ý. Thứ nhất đó là các cái tổn thương trên hệ thần kinh trung ương với các cái biểu hiện như là co giật, động kinh hay là liệt, vân vân. Heo chuyển động không có định hướng và dáng đi không chắc chắn hay xoay vòng tròn. Tiếp theo nữa là cái biểu hiện sốt cao trên 42 độ C, ủ rũ và giảm ăn. Đồng thời thì heo mà bị bệnh nó sẽ bị kích thích và run, co giật cũng như là sùi bọt mép. Cái đồng tử trên heo thì nó giãn ra và mất cái khả năng thị giác. Đồng thời sẽ có cái biểu hiện nôn hoặc là muốn nôn ở trên heo. Heo bệnh thì thường rất là nhạy cảm với các tác động ở bên ngoài. Khi mà chúng ta sờ vào thì heo nó sẽ có cái tiếng rít lên. Về sau thì cái tính mẫn cảm này của heo nó giảm xuống và heo thường hay kêu rất là nhỏ. Cuối cùng là cái tiếng kêu nó mất dần do bị liệt và cái dây chằng của cuống họng. Dây chằng cuống họng bị liệt đấy các bạn, cho nên là có hiện tượng là bị mất tiếng. Một biểu hiện tiếp theo nữa là heo hay bị cong lưng. Khi nằm xuống thì chân nó bơi trong không khí, người ta thường hay gọi là hiện tượng bơi chèo. Và đây là một cái đặc điểm đặc trưng của bệnh, cho nên các bạn lưu ý. Ở trên heo nái thì nó không có động dục hoặc là có biểu hiện động dục nhưng mà chúng ta phối nhiều lần không đạt. Cái hiện tượng này mình hay gọi là động dục giả. Heo nái có chữa thì thường hay có biểu hiện là sảy thai, tiêu thai, đẻ non hoặc là heo con sinh ra yếu, sọt chân hay là bơi chèo giống như vừa rồi chúng tôi có phân tích. Còn trên heo đực thì chúng ta hay gặp các cái triệu chứng như là ủ rũ, bỏ ăn, ho, nhẹ, dịch hoàng sưng và đặc biệt là cái chất lượng tinh trùng giảm sút. Và cái virus này thì nó thường hay lây lan qua đường sinh dục, cho nên các bạn chú ý nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một số các cái hình ảnh về triệu chứng của bệnh để các bạn có thể tham khảo cụ thể rõ ràng hơn. Đầu tiên các bạn có thể thấy đây, hai hình này đó là heo con theo mẹ, nó có cái biểu hiện thần kinh, khó thở và sùi bọt mép. Tiếp theo nữa đó là hiện tượng heo nái sảy thai hay là chết lưu. Và tiếp theo đó là heo con sinh ra nó rất là yếu và thường là hay bị chết sau khi sinh. Cho nên các bạn cũng đặc biệt lưu ý cái vấn đề này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần bệnh tích của bệnh giả dại này. Thì trên bệnh giả dại thường thì nó không có các bệnh tích điển hình. Những cái biến đổi bệnh tích thường hay là tập trung ở não, màng não bị xuất huyết. Và các bạn cũng lưu ý thêm nữa là cái niêm mạc mũi nó hay bị sưng, phổi thì bị viêm, phù nề hay là phổi sung huyết hoặc là có các cái điểm hoại tử trên bề mặt phổi. Ở heo con theo mẹ thì thường hay xuất huyết điểm ở dưới vùng vỏ thận. Và ở trên gan thì nó có nhiều cái điểm hoại tử màu xám hoặc là màu hơi vàng. Thì mời các bạn xem một số các cái hình ảnh sau đây để các bạn có thể nhận biết rõ ràng hơn. Đầu tiên hình ảnh này đó là gan nó có nhiều cái điểm hoại tử xám hoặc là hơi vàng, các bạn thấy đây. Đây là nhiều cái điểm hoại tử. Đây trên chuột chúng tôi đang di chuyển đây là nhiều cái
khu vực điểm hoại tử trên gan. Cho nên các bạn lưu ý nhé. Và tiếp theo nữa đó là ở trên lách chúng ta cũng thường hay gặp cái dạng hoại tử điểm. Đây các bạn có thể thấy rất là nhiều cái nốt màu trắng ở đây. Các bạn lưu ý nhé. Và tiếp theo đó là cái hoại tử ở cái hạch amidan. Thì thường đây là cái biểu hiện các bạn hay bắt gặp nhất. Đây các bạn, đây là các cái vết hoại tử đây ở cái hạch amidan của chúng ta. Các bạn chú ý nhé. Thì về vấn đề phòng bệnh của bệnh này thì cái biện pháp duy nhất của chúng ta đó là sử dụng vaccine thôi. Và các bạn cần phải kết hợp thêm các vấn đề về vệ sinh thú y, tức là bảo vệ cái đàn heo, chống lại sự xâm nhập của các mầm bệnh từ bên ngoài. Các bạn lưu ý một số điểm như sau, đó là chúng ta khi mà thay thế đàn thì cái nguồn heo mà sạch bệnh có kháng thể bảo hộ thì chúng ta cần phải cách ly theo dõi trước khi cho vào trại. Các bạn đặc biệt lưu ý vấn đề cách ly trước khi cho vào trại nhé. Và thứ hai nữa, chúng ta cần phải vệ sinh chuồng trại một cách sạch sẽ, khô ráo, thoáng khí. Và thứ ba thì các bạn cũng đừng quên phun sát trùng bằng một số loại như là iodine 10% chẳng hạn, hoặc là dùng vanidin, hoặc là becavet, viren hay là antisep nhân dân. Thì các bạn không nuôi các động vật khác, nhất là chó, mèo và bò trong trại. Đồng thời các bạn cũng phải định kỳ cái kiểm tra cái huyết thanh học của cái đàn giống của các bạn để chúng ta có thể phát hiện được những cái thú mang trùng và có cái hướng xử lý thích hợp. Về vấn đề tiêm vaccine thì các bạn chú ý là chúng ta cần phải tiêm phòng vaccine dạ dày cho trên cả nái nè, hậu bị nè, lẫn heo con. Thì cái quy trình cụ thể của vaccine thì tùy theo từng khu vực có cái tình hình dịch tễ khác nhau, cho nên các bạn có thể liên hệ trực tiếp với các cái trạm thú y hoặc là các chi cục thú y để chúng ta có xin được cái phác đồ hiệu quả cho cái khu vực của mình đang chăn nuôi nhất. Và tiếp theo nữa, chúng ta cần phải nâng cao cái sức đề kháng. Ví dụ như các bạn có thể dùng điện giải nè, hoặc là vitamin, glucocase chẳng hạn, các bạn pha vào nước để nâng cao cái sức đề kháng, chống mất nước và mất cân bằng điện giải cho heo. Đó là cái biện pháp phòng. Bây giờ chúng ta đến phần điều trị bệnh. Ở cái bệnh dạ dày này ở trên heo thì chúng ta không có cái phương pháp điều trị. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta không có phương pháp điều trị vì đây là một bệnh do virus. Thường thì các cái liệu pháp mà truyền kháng huyết thanh thì nó chỉ cho cái kết quả ở cái giai đoạn đầu thôi và không có kết quả cho sau này. Nên các bạn chú ý nhé. Chúng ta sử dụng kháng sinh ở trong cái phần điều trị này mục đích chỉ là giúp chống phụ nhiễm thôi. Vì như chúng tôi cung cấp đây là một loại do virus, cho nên kháng sinh chỉ là chống phụ nhiễm chứ không có điều trị. Cho nên về cái bệnh dạ dày này thì các bạn hết sức lưu ý là chúng ta cần phải làm vaccine cho đầy đủ để tránh cái bệnh xảy ra. Đó là cái biện pháp hiệu quả nhất. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài học này. Và các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Vietvet, cũng như là ấn chia sẻ bài học này để cho nhiều người được tiếp cận. Còn thắc mắc gì trên bài học này cũng như là các cái khóa đào tạo thú y trực tuyến chất lượng cao của Vietvet trên các loài chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057, Zalo hoặc là gọi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Xin chào các bạn.